cô còn cắt nửa hay thôi. Ô tang tình cho anh cắt giới làm đôi vợ chồng. Gái 17 lẻ gãy sừng trâu, hãy đứa nào ngồi đây đôi mắt tò mò tóc mặt em cứ kiếm con râu của nó mà chẳng đi có cho rồi. Trâu bây giờ mắc lắm anh ơi, thử coi thiên hạ tính làm sao cái chuyện thường buồn. Họ tính làm sao mà em thường cho nổi. Thì còn anh, không lẽ anh xuống em rồi anh bỏ trốn mất à? Nếu người ta thương anh thì anh giái người ta bắt đền cho qua luôn. Ý trời ơi, gì vậy? Hai đứa mình sẽ hùng lại, số cuộc đời anh chẳng đi đâu trả lời. Còn hoàng giờ thương anh thì cắt cỏ cho đâu anh. Thank you.
sợi dây hồng của Nguyệt Lâu. Biết chăn trâu cũng là một trang rễ thâu, còn cắt cỏ xanh tay cũng thuộc đất dâu. Chồng ta dưới cành nghèo nàn, ai vợ chồng với anh hồi nào lãng không à? Thì tính chuyện tới nó vậy đó mà. Chứ không lẽ quanh năm suốt tháng em cắt cái xuân xanh, yêu đương chưa biết ái tình chưa hay, hay là cách cỏ quen tay em tờ hồng. Đầu nổi trời cân đạp đất, nếu lúc hai đứa mình ăn ở với nhau rồi mà. Mà sao? Mà anh xanh lòng lan trà thì trọn cuộc đời em cắt cỏ để anh